Thưa sư, các bản dịch kinh Nikaya của ngài Minh Châu và chánh thân có nhiều điểm khác nhau. Theo sư thì bản dịch của vị nào chính xác với Tam Tạng Thanh Điển Bali nhất? Thì xin thưa là bản dịch của ngài chánh thân là chính xác với Bali nhất. Nếu như quý vị nói sư dựa vào đâu thì thôi đừng tin sư. Thì nói thẳng đừng tin sư. Ông Sành Tuệ nói đừng tin ổng. Đi học Bali đi. Học Bali rồi tự tay mình tự mình dò những cái chỗ khác nhau đó, quý vị sẽ biết là sư ông Sư Hạnh Tuệ ông nói đúng hay nói sai. Cái thứ hai, thôi lười quá không có thời gian học thì kiếm vị nào giỏi Pali á. Kiếm vị nào giỏi Pali, hỏi vị đó cái đoạn khác nhau này nè, bản dịch nào chính xác hơn. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.